Các con sẽ học cùng em học tiếng Việt 4 tuần 3 trang 12, 13, 14, 15. Bài 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi. Ngụ ngôn về ngọn nến. Một buổi tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nó cháy sáng lung linh. Nến hoan hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ, ôi nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất. Nghe vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo chân, theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại, đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình, chết mất. Ta mà cứ chảy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy? Nghĩ rồi, nến nương theo một ngọn gió thoảng để tắt phụt đi. Mọi người trong căn phòng nhớ nhác bảo nhau, nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ? Ngọn nến mỉm cười, tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị. Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu. Đèn dầu đã được thắp lên, còn ngọn nến thì bị bỏ vào trong ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiu, thế là từ nay khó có dịp cháy sáng nữa, nên chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ, và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Vì sao ngọn nến lại tỏ ra vui sướng khi nó được đốt sáng? Vì nó nghĩ rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả gian phòng. Ngọn nến hiểu ra điều gì khi nó bị bỏ trong ngăn kéo tủ, khó có dịp cháy sáng nữa. Ngọn nến hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó sẽ tan chảy đi. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? Cuộc sống chỉ có hạnh phúc khi ta biết khiêm tốn và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời, cho mọi người. Cuộc sống thật ngắn ngủi nên ta phải tận hưởng. Thật đáng sống khi ta biết sống vì mọi người. Chúng ta thấy là cuộc sống chỉ hạnh phúc khi ta biết khiêm tốn và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời và cho mọi người. Ta sẽ khoanh vào đáp án A. Ta chuyển sang bài số 2. Dùng dấu gạch chéo phân tích các từ trong hai câu thơ sau rồi ghi lại các từ đơn, từ phức và chỗ trống. Việt Nam, đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Từ đơn, ta ơi, đâu trời đẹp hơn. Từ phức, Việt Nam, đất nước mênh mông biển lúa. Chuyển sang bài số 3. Gạch dưới các từ phức có trong bài ca dao sau. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạc cùng anh, bỏ công bắt mẹ sinh thành ra em. Các từ phức trong bài ca dao: Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tô Thị, Tam Thanh, xứ Lạc, bác mẹ sinh thành. Đã chuyển sang bài số 4. Cho đoạn văn sau: Bầu trời buổi sớm thật trong lành, những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. Các em bé xương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non. Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài. Gạch chân những từ phức. Bầu trời buổi sớm trong lành, cô mây dạo chơi, em bé tinh nghịch nhảy nhót, lá non mặt trời vươn vai giấc ngủ
Ra hết. Chọn một từ phức rồi đặt câu. Ví dụ, buổi sớm mùa thu, không khí thật trong lành, mát mẻ. Và chuyển sang bài số 5. Các câu sau đây khuyên ta điều gì? A. Ở hiền gặp lành. B. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Các câu chuyện trên khuyên chúng ta nên sống hiền lành, nhân hậu, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Là chuyển sang bài số 6. Hãy viết một bức thư cho một người bạn ở xa để kể về mái trường và lớp học thân yêu của em. Tôi có bài mẫu như sau. Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019. Ngọc Hân thân mến, đã lâu lắm rồi. Từ ngày lên cấp 2, chúng mình không còn được học cùng nhau nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Cậu và gia đình vẫn khỏe chứ? Dạo này cậu học tập thế nào? Mọi thứ ổn chứ? Chuyển xuống Hà Nội, tớ học ở lớp 3A, trường tiểu học Dịch Vọng Thân Yêu, trường mới có khuôn viên rộng và lớp học khang trang lắm. Ở đây thầy cô rất giỏi, vui tính. Lớp tớ có 30 bạn, tất cả ai cũng chăm ngoan, đoàn kết và cố gắng học tập thật tốt. Vì vậy mà lớp tớ luôn được cờ thi đua và được cô giáo khen đấy. Tớ rất yêu ngôi trường, thầy cô, bè bạn và nơi đây. Còn trường của cậu thế nào? Nhớ kể cho tớ nghe sớm nhất nhé. Tớ mong tin bạn, bạn thân Quỳnh Nhi. Cho chuyển sang bài vui học. Nghe câu chuyện sau. Bà không biết gì. Bà dẫn hai cháu đi sở thú, đến trước chuồng cò. Bà nói, đây là những con cò, chúng thường mang trẻ con đến các gia đình. Hai đứa thì thầm với nhau, mình có nên nói sự thật cho bà biết không, hay cứ để bà tin là như vậy? Chuyện cười trẻ thơ. Hãy kể lại câu chuyện trên cho bạn bè, người thân cùng nghe. Trao đổi với bạn bè, người thân và chi tiết gây cười trong câu chuyện. Ta thấy chi tiết gây cười trong câu chuyện là hai đứa trẻ nghĩ rằng bà không biết chuyện cò mang trẻ con tới các gia đình là không có thật. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Để nhà các con chuẩn bị bài tuần 4, trang 15, 16, 17, 18.